Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới đến nỗi người không dùng bữa được. Những thân nhân của người hay tin đó liền đi bắt người, vì họ nói người đã mất trí. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, khi Thánh Marco tường thuật là những thân nhân của Chúa thì chúng ta không biết những thân nhân ấy là ai, gần cận Chúa hay không, như thế nào mà họ dám phán quyết rằng Chúa đã bị điên rồi, mất trí rồi. Có nhiều điểm để cho họ nói Chúa bị mất trí. Thứ nhất là một người đang sống với gia đình, tự dưng bây giờ bỏ đi ra khắp phố phường, hết đường này tới đường khác, từ Nam chí Bắc rao giảng những giáo lý, lại những giáo lý mà từ xưa tới nay không ai nghe thấy, chưa có cái gì có thể nói là trở thành những điểm chung của giáo lý mà họ đã có thể biết từ trước tới bây giờ. Dĩ nhiên Chúa Giêsu dạy Kinh Thánh cho người ta, muốn người ta am hiểu lề luật của Thiên Chúa. Thế nhưng cách giải thích của Chúa lại hoàn toàn mới với tinh thần giữ luật. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, Chúa Giêsu có lẽ khá ương ngạnh với hàng lãnh đạo tôn giáo, các thượng tế, các luật sĩ, các biệt phái. Hầu như những gì mà họ có một truyền thống kính nể được gọi là các rabbi, các thầy Do Thái. Tới nay Chúa Giêsu dường như phá đổ cái hình ảnh của rabbi ấy, để quả thực Chúa thật sự là một rabbi mới, là một đấng rao giảng mới, là một đấng có quyền năng trong lề luật của người. Tất cả những điều mới ấy làm cho người ta dị ứng, và có thể vì thế mà thân nhân của Chúa cho rằng ông Giêsu bị mát rồi. Họ đi tìm cách bắt Chúa. Thưa anh chị em, điều quan trọng nằm ở chỗ là người ta không nhận ra chân lý, người ta không muốn phá đổ những bức tường ngăn cách bên trong lòng họ, để rồi cuối cùng Chúa trở thành xa cách với họ đã vậy, mà bây giờ trong đôi mắt của họ, trong suy nghĩ của họ, trong tư tưởng của họ, không những Chúa trở thành xa cách mà còn là một kẻ điên. Vậy cho nên khi con người ta tự ám thị mình, tự suy nghĩ bằng kiểu suy nghĩ nào thì nó trở thành một kiểu sống của con người ta như vậy. Người ta không tin tưởng nơi Chúa thì chắc chắn người ta sẽ chẳng lãnh hội được điều gì. Trong khi đó xung quanh Chúa hằng ngày cả một đám đông, nhất là những người nghèo khổ, những người không tiếng nói ở trong xã hội, lại bắt gặp ở đó một tin mừng, một ơn cứu độ mà chỉ có Chúa mới mang lại cho họ. Cho nên Chúa thành công với tất cả những người nghèo, và Chúa cũng nhấn mạnh Chúa đến vì những ai nghèo khó, nghèo từ quyền lực, không có quyền lực gì cả, cho đến của cải vật chất, không có tiền của gì cả, cho đến nỗi Chúa bảo con chồn còn có hang, con chim còn có tổ, chính Chúa không có chỗ gối đầu. Và vì thế cho nên những ai sống tinh thần nghèo khó, những ai trong tình yêu một cách đơn sơ mới có thể gặp được đấng cứu tinh của mình, mới có thể gặp được chính Chúa là Thiên Chúa của mình. Còn những ai họ suy nghĩ dựa trên những điều họ tưởng chừng họ đã biết, tưởng chừng những khôn ngoan của con người, thì họ khi áp đặt cái suy nghĩ đó cho Chúa là kẻ điên, thì họ trở thành những người xa cách trước, chính mình trở thành điên dại trước lề luật của nước trời trước. Vì thế thưa anh chị em,
đời sống đức tin là điều quan trọng, thái độ khiêm nhường của chúng ta là điều quan trọng. Đứng trước người mà hôm nay anh chị em sẽ chứng kiến trong giây phút nữa thôi, sẽ tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta nhớ lại lời tuyên xưng đức tin của chúng ta, không chỉ trong ngày chịu rửa tội mà còn là trong mỗi thánh lễ khi chúng ta cất lên lời kinh tin kính. Ở đó chúng ta tin tưởng nơi Chúa của mình, chúng ta có thật là người để cho Chúa làm cho cuộc đời mình được thay đổi, được nên những con người mới trong ơn Chúa, trong sự thánh thiện không? Chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta trở thành những người thay đổi thật sự, để chúng ta có Chúa ở với mình thật sự. Và chắc chắn trong thánh lễ này, anh chị em cầu nguyện cho người anh em mà chúng ta sẽ chứng kiến khi anh là người trở thành một Kitô hữu mới trong đời sống đức tin. Cũng vậy, bản thân con người cũng phải biết mình còn kém cỏi, còn hèn mọn. Cho nên chính người lãnh bí tích hôm nay cũng phải biết điều đó, giới hạn của mình, nhận ra giới hạn của mình để tin tưởng vào Chúa, để đón nhận Chúa trong một tình yêu mến mà chỉ có mình với Chúa và Chúa với mình. Có như vậy, con người ta mới sống hoàn hảo đức tin, con người ta mới sống một cách hết sức thực tâm cho những điều mình đã chọn lựa, nhất là chọn lựa đi theo một đức tin, tin vào chính Chúa Kitô đấng cứu độ của đời mình. Ước mong con là người hôm nay lãnh nhận bí tích, con sẽ là người mà hội thánh cậy nhờ bằng chính đời sống đức tin, bằng sự hoán đổi nhờ bí tích đem lại cho con. Và anh chị em khi chứng kiến, chúng ta cũng nhớ chúng ta cũng đã từng được rửa tội, chúng ta cũng đã từng được lãnh nhận ơn Chúa, chúng ta cũng phải từ đó cậy dựa vào ơn Chúa mà thay đổi đời sống, để đứng trên những gì là tối tăm của sự dữ, của ma quỷ, của tội lỗi, để ánh sáng của Chúa có thể soi rọi trong cuộc đời chúng ta.